Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Quốc hội quan tâm kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề dân sinh còn bức xúc. Kiên Giang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù. Sau bao năm mong đợi, 33 hộ dân của xóm Nhà Trồ trên phá Tam Giang đã được tái định cư lên vùng đất mới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, sau khi đã nghiên cứu tập hợp ý kiến từ 63 đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với 48 chức danh được Quốc hội bầu phê chuẩn, bao gồm Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Việc đánh giá sẽ dựa vào hai căn cứ, đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành hiến pháp và pháp luật. Về hình thức lấy phiếu tín nhiệm, đó là lấy phiếu kín với 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Cũng theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Nếu có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Và dự kiến chiều ngày hôm nay thì Quốc hội sẽ công bố kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm. Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội ngày hôm qua, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp để giải quyết những vấn đề dân sinh còn bức xúc. Trưởng ban dân nguyện của Quốc hội cho biết bà nhận được nhiều ý kiến cử tri gửi đến trước kỳ họp. Những chính sách đột phá trong nông nghiệp hay chính sách xóa đói giảm nghèo đã cải thiện đáng kể đời sống của người nông dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Với những cái chính sách rất là hiệu quả, ví dụ như những cái văn bản rất là khó có thể ban hành được, thì trong thời gian vừa qua cũng đã ban hành, như là cái bảo hiểm trong nông nghiệp hay là những cái chính sách là thu hút đầu tư cho nông nghiệp, thì cái nghị định 57 của chính phủ thì phải nói là tôi theo dõi cái kiến nghị cử tri này là được 5 kỳ rồi, thì kỳ nào cử tri cũng kiến nghị về cái bảo hiểm nông nghiệp và kỳ nào cũng kiến nghị về cái vấn đề thu hút đầu tư cho nông nghiệp, thì trong thời gian này thì đã được ban hành. Số cái sự việc mà tôi cho là vấn đề xã hội chúng ta cần quan tâm hơn, ví dụ như cái tín dụng đen mà nó đi vào vùng sâu vùng xa, những vùng đồng bào dân tộc, rồi những cái hiện tượng như là cái xã hội đen mà nổi lên trong cái đòi nợ thuê, rồi hành xử côn đồ lưu manh trên nhiều cái lĩnh vực. Tội phạm mà thanh thiếu niên đó là 81,2% trẻ quá nè. Tội phạm rồi ma túy như ở Sơn La, là một cái lãnh địa, một đất nước Việt Nam này, để xe tăng xe có cái lụa phương tiện vô mà phải giải phóng mới được. Chính quyền cái cấp nó ở đâu không biết nữa. Hưởng chế độ thì đầy đủ hết, phải không? Thôn cũng có hưởng chế độ, rồi xã có hưởng chế độ. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài liên quan đến đất đai, đặc biệt là phải đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Khi tiếp dân là phải tiếp thật, giải quyết thật để giảm bức xúc trong nhân dân. Cũng trong chiều ngày hôm qua, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Theo rà soát trước đó thì sẽ phải sửa 37 luật để phù hợp với luật quy hoạch, trong khi thời gian luật quy hoạch có hiệu lực đang đến rất gần. Ghi nhận của phóng viên về ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Cũng chưa có hướng dẫn cái luật quy hoạch có hiệu lực ngày 1/1/2019, giờ cũng chưa có nghị định hướng dẫn, thì cái thời điểm mà lập quy hoạch như thế nào nó rất là khó khăn. Cấp tỉnh là phải chờ cái quy hoạch của cấp quốc gia, nhưng mà nếu như mà ở trên mà chậm thì nó sẽ bắt đầu nó chậm hàng loạt hết tất cả các tỉnh. Và cái tính thực tiễn, cái tính khả thi của cái quy định pháp luật, và nó đặt chúng ta vô một cái chuyện giống như mình vẽ một cái vòng xong rồi mình đứng ở trong đó không làm sao mà nhúc nhích được. Đó là những lo ngại được đưa ra thảo luận sôi nổi
trong buổi họp tại tổ của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý. Tuy nhiên, cần có danh sách các nội dung luật cụ thể cần sửa, lộ trình thực hiện vì thời điểm luật quy hoạch đã đến rất gần. Quan trọng nhất trong cái việc mà chúng ta phải sửa đổi này là những cái điểm gì trong các cái luật quy hoạch hoặc là những quy hoạch chuyên ngành nó chưa đồng bộ, nó chưa phù hợp thì chúng ta phải rà soát lại và điều chỉnh cho phù hợp, chứ không phải trọng tâm là chúng ta xóa bỏ đi các quy hoạch, trừ những quy hoạch mà thực sự là không cần thiết. Theo lịch làm việc, dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch sẽ được tiếp tục thảo luận trong hội trường Quốc hội vào ngày 9 tháng 11 tới đây. Một số thông tin kinh tế. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến hết tháng 9 năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu đô la Mỹ, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Theo các doanh nghiệp, xuất khẩu cá tra sang thị trường này có sự tăng trưởng mạnh chủ yếu là nhờ nhu cầu thị trường ổn định và giá bán cá tra tăng lên đáng kể. Dự báo của VASEP, xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong quý 4 năm 2018 tiếp tục tăng trưởng và Mỹ có khả năng trở lại vị trí là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Thực hiện mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 sẽ đưa kinh tế hàng hải đứng đầu trong 5 lĩnh vực phát triển kinh tế biển, đồng thời đóng góp phần củng cố an ninh quốc phòng của đất nước. Riêng giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng kinh tế biển đạt 11,4% một năm và chiếm tỷ trọng trên 73% GDP toàn tỉnh. Đây là chiếc phà cao tốc chất lượng cao Trivin thứ 11 chính thức hạ thủy, được thiết kế đảm bảo quy chuẩn quốc tế của ngành tàu biển, đảm bảo đi được sóng cấp 6, cấp 7 với tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng. Tàu Trivin 11 chở được 325 khách, hàng hóa, xe máy, ô tô các loại. Để cái con tàu của mình nó có cái tính đa năng, ngoài cái vận chuyển hàng hóa và kết nối hành khách từ bờ ra đảo thì công ty Thành Thới cũng nhắm đến cái mục tiêu là khách du lịch. Cho nên là tất cả các cái con tàu của công ty Thành Thới thì đạt cái chuẩn 5 sao. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân giữa đất liền với đảo, nhất là việc chuyên chở các phương tiện giao thông đường bộ ra Phú Quốc một cách an toàn và thuận lợi, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế biển đảo. Hiện nay, công ty đang tiếp tục đóng chiếc phà cao tốc chất lượng cao Trivin thứ 12, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa vận tải hàng hóa và khai thác tiềm năng du lịch biển đảo quê hương. Đối với cái loạt tàu Trivin 11 này thì công ty Công nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn đã áp dụng những công nghệ hiện đại nhất và tiên tiến nhất mới nhất hiện nay để đáp ứng về mặt yêu cầu về chất lượng của các cơ quan đăng kiểm cũng như là yêu cầu về mỹ thuật và độ tiện nghi cho hành khách. Với mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu km thềm lục địa, Kiên Giang đang tiếp tục đóng thêm những chiếc phà cao tốc chất lượng cao gắn vận tải biển với mở mang du lịch, bảo vệ môi trường, tiến mạnh ra biển và làm chủ vùng biển. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh trên biển, theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 đã vạch ra. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều hãng ô tô trên thế giới đã thiết kế ra nhiều mẫu xe với những công nghệ hiện đại được nhiều người ưa chuộng. Tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018, 15 thương hiệu đã tung ra 120 mẫu xe, song đa số là xe nhập khẩu của nước ngoài. Và trong thời gian tới, thì các hãng ô tô sẽ đẩy mạnh tỷ lệ nội địa hóa. Theo hãng Honda Việt Nam, trong số 8 sản phẩm của công ty đang giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam lần này, mới chỉ có một sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam. Vì vậy, Honda cam kết sẽ tăng cường sản xuất trong nước để đưa ra thị trường những mẫu xe chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Là một trong những công ty sản xuất hàng đầu Việt Nam, Honda Việt Nam cam kết sẽ không ngừng góp phần thúc đẩy nền sản xuất ô tô trong nước. Hiện tại, chúng tôi đang tính đến kế hoạch lắp ráp mẫu xe thứ hai tại Việt Nam. Gần 20 năm đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam, hãng ô tô Ford cho biết các sản phẩm ô tô ở thị trường Việt Nam hiện nay cao hơn khoảng 20% so với các nước ASEAN. Các nhà sản xuất ô tô thì cần phải tiết giảm chi phí làm sao cho hoạt động hiệu quả, ra được cái giá thành ô tô hợp lý. Để ngành ô tô phát triển, chúng tôi rất mong chính phủ đầu tư về công nghiệp hỗ trợ.
Theo các chuyên gia, sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất trong nước cũng như sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để cho ra đời những sản phẩm đẹp, giá cả hợp lý và mang tinh thần Việt. Xin được chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Việt Nam chất độc da cam được kiểm tra tại chỗ là bài viết đăng tải trên báo tiếng Pháp Libération. Theo đó, thì ngày 25 tháng 10, Viện Khoa học Montpellier của Pháp đã phê duyệt chương trình điều tra với những hậu quả việc quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Chương trình có tổng kinh phí khoảng 300.000 euro do nhiều nhà khoa học đến từ Viện Montpellier thực hiện. Đây là lần đầu tiên việc điều tra hậu quả gây ra cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh tại Việt Nam được thực hiện bởi không chỉ các chuyên gia y tế mà còn có cả các nhà khoa học trong lĩnh vực nhân văn như các sử gia, nhà dân tộc học, xã hội học. Báo điện tử Công Thương đăng tải bài viết Cà phê Việt nối dài niềm vui. Theo đó, thì Robusta của Việt Nam là một trong những loại cà phê được đánh giá là ngon nhất thế giới, tiếp tục khẳng định chất lượng và uy tín khi mới đây đã được Coca-Cola lựa chọn để sản xuất sản phẩm của hãng. Sự kiện đã nối dài thêm niềm vui cho hạt cà phê Việt Nam trong hoạt động đẩy mạnh chế biến sâu, góp phần tăng giá trị cho hạt cà phê, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó nâng cao năng lực sản xuất và giá trị sản phẩm. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu cà phê. Việt Nam đứng thứ tư châu Á về lượng du thuyền cập bến năm 2018 là thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tin Tức. Theo đó, thì các cảng biển tại Việt Nam ước tính sẽ đón khoảng 493 chuyến hải trình bằng du thuyền trong năm 2018, tăng 20% so với năm 2017. Trong số 493 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Việt Nam, thì cảng Chân Mây đón nhiều nhất với 159 chuyến, kế tiếp là cảng Phú Mỹ với 139 chuyến, cảng Cát Lái xếp thứ 3 với 111 chuyến và cuối cùng là cảng Nha Trang đón 72 chuyến. Việt Nam có lợi thế bờ biển dài tuyệt đẹp cùng văn hóa địa phương hấp dẫn. Đây được xem là điểm đến hấp dẫn du khách nước ngoài khi muốn di chuyển bằng du thuyền đến Việt Nam. Trang tin điện tử Liên minh Du lịch Liên bang của Nga đăng tải thông tin Việt Nam dự kiến đón 16 triệu lượt du khách trong năm 2018. Sau 9 tháng đầu năm 2018, thì lượng du khách đến Việt Nam đã đạt 11,6 triệu lượt người, tăng 22,9% so với năm 2017. Chính sách miễn thị thực kết hợp với việc đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực và nhập cảnh được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp cho Việt Nam ngày càng thu hút du khách, đặc biệt là từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Dự kiến lượng du khách nước tới Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng cuối năm do đây là thời điểm bắt đầu mùa du lịch của du khách Mỹ và châu Âu. Trong phần tiếp theo của bản tin, tình trạng sạt lở tại Quảng Ngãi ngày càng gia tăng khiến cho nhiều khu dân cư bất an, nhiều tuyến giao thông huyết mạch luôn trong tình trạng bị đe dọa trước mùa mưa bão. Thưởng thức nghệ thuật bằng công nghệ thực tế ảo mang lại một trải nghiệm mới mẻ cho người xem. Thưa quý vị, sạt lở núi luôn là vấn đề nóng ở các huyện miền núi Quảng Ngãi. Đã có nhiều khu tái định cư được xây dựng để người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của các dự án thủy điện di rời đến ở. Nhưng chưa được bao lâu thì nhiều hộ dân đã bị mất nhà do sạt lở núi. Điều đáng lo ngại là tình trạng này ngày càng gia tăng khiến cho nhiều khu dân cư trong tình trạng bất an và nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở miền núi luôn trong tình trạng bị đe dọa trước mỗi mùa mưa bão. Khi thủy điện Đắc Rinh được xây dựng, cũng là lúc gia đình ông Rao và nhiều hộ dân khác phải di rời về khu tái định cư này để nhường đất cho dự án. An cư chưa được bao lâu, nhiều hộ đã phải mất nhà vì sạt lở núi. Người dân rất sợ. Nhưng mà mùa thì đèn cũng sọc lở mít. Sọc lở đèn là tới xóm tới nhà luôn. Toàn huyện Sơn Tây hiện có 28 điểm thuộc 9 xã bị uy hiếp do sạt lở với 340 hộ dân. Trong đó có 14 điểm sạt lở cần di dời khẩn cấp. Những cái hộ mà có ảnh hưởng nguy cơ mà xã đã rà soát rồi thì đã có phương án di dời họ trong những trường hợp khẩn cấp thì có các tổ đội mà xung kích chuẩn bị sẵn sàng cho các cái điểm đó. Còn về lâu dài thì chắc cũng phải cần các ngành cấp trên quan tâm, khảo sát và từng bước để khắc phục cho người dân. Sạt lở núi còn đe dọa các tuyến giao thông ở miền núi. Mùa mưa năm ngoái, toàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến đường vùng cao,
thiệt hại đến 300 tỷ đồng. Thiếu vốn, việc khắc phục các điểm sạt lở cũ chưa xong, các huyện vùng cao lại phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các điểm sạt lở mới trong mùa mưa bão năm nay. Có những điểm sạt lở từ các năm về trước nhưng đến nay huyện vẫn chưa có điều kiện để khắc phục, sẽ gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như mưu sinh của bà con trong thời gian tới. Trong đó có cả đường Đông Đường Sơn là một tuyến đường huyết mạch nối liền với Kon Tum và các xã phía tây nam của huyện là cũng nguy cơ sẽ bị tắc đường nếu không quan tâm sửa chữa. Kinh tế chậm phát triển, cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn lại càng túng bấn khi mà tình trạng sạt lở núi vẫn luôn đe dọa. Tỉnh Nghệ An sẽ dừng cấp phép các dự án thủy điện vô thời hạn, mặc dù các thủy điện đang đem lại những hiệu quả kinh tế xã hội không thể phủ nhận cho địa phương. Tuy nhiên thì trên thực tế, bên cạnh những hiệu quả tích cực thì việc phát triển nhiều dự án thủy điện cũng để lại không ít những hệ quả. Rõ nhất là thay đổi môi sinh môi trường, đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân miền núi. Và đặc biệt là mùa mưa lũ tại một số địa phương, nhà máy thủy điện xả lũ cộng với lũ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất đá, cuốn trôi nhà cửa, cầu cống, đường giao thông. Đây cũng là vấn đề mà người dân phản ánh rất nhiều tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương. Tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có một thôn thủy điện. Ở đó thì có hàng chục hộ dân làm nghề buông câu thả lưới trên phá Tam Giang. Cuộc sống nơi đây luôn bấp bênh với nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến. Việc tái định cư cho xóm nghèo này là vấn đề chăn trở bấy lâu nay của chính quyền địa phương. Và sau bao năm mong đợi thì giờ đây 33 hộ dân của xóm Nhà Trồ đã được tái định cư lên vùng đất mới. Xóm Nhà Trồ, Thủy Diền ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền. Nhà cửa tuân toàn, cuộc sống tạm bợ. Đây đã là nơi sinh sống qua nhiều đời của hàng chục hộ dân làm nghề chài lưới bên phá Tam Giang. Cách đó không xa là một công trường lớn với 24 ngôi nhà đang đồng loạt thi công. Đó chính là khu tái định cư mới của xóm Nhà Trồ. Đời ông nội là ở Trồ lúc cuối tư. Từ nhà nước có kế hoạch di dân vô thì bà con thông tạm tốt định cư là mừng, còn phấn khởi. Trong dự án tái định cư thôn 8 xã Điền Hải đang được huyện Phong Điền triển khai, có 33 hộ với 165 nhân khẩu được duyệt cấp đất làm nhà. Ngoài việc được cấp 150 mét vuông đất, các hộ dân ở đây còn được hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà theo quy định. Nguyện vọng của ba con đã lâu nay cũng muốn lên bờ để có một địa điểm ổn định nơi cư sống. Bà con rất là vui mừng cái chủ trương này, dự án đây. Và đây cũng một vấn đề để nhằm tạo tiền đề cho xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn trong năm 2018. Những ngôi nhà mới đang lần lượt mọc lên trên khu đất mới, hứa hẹn một cuộc sống ổn định và tốt đẹp cho bà con ngư dân ở nơi đây. Khu tái định cư mới cách phá Tam Giang chưa đầy 170 mét, gần quốc lộ 49B, rất thuận tiện cho việc đi lại sản xuất của bà con. Hiện nay các hạng mục của công trình như điện, đường, nước sinh hoạt cơ bản đã hoàn tất. Bà con đang gấp rút xây nhà để kịp đón Tết trong nhà mới. Hiện nay tiếp tục làm mấy việc. Một việc thứ nhất chúng tôi đã có cái quyết định giao đất rồi và tiến hành tuần sau sẽ giao thẻ đỏ cho bà con. Việc thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp tiến hành giải ngân cái số tiền mà được hỗ trợ theo cái tái định cư của Bộ Nông nghiệp quy định. Về cái ngôi nhà trồ cũ ở ngoài phá thì huyện đang cùng với xã và bà con để bàn cái phương án là giữ lại để bảo tồn, làm cái du lịch trên vùng thảm Tam Giang. Trong tương lai, xóm Nhà Trồ sẽ có một diện mạo mới. Người dân xóm Nhà Trồ cũng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn trong những ngôi nhà mới đẹp đẽ và kiên cố. Cổng thông tin VTV Travel nhằm đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch vừa được ra mắt với sự phối hợp của Tổng cục Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt. Trước những đòi hỏi về một ngành du lịch thông minh ở thời đại công nghệ 4.0, cổng thông tin VTV Travel đa nền tảng tích hợp công nghệ mới nhất trong việc truyền tải thông tin về du lịch Việt Nam, đồng thời là kênh tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh từ du khách. Các nền tảng chính sẽ được triển khai bao gồm ứng dụng VTV Travel, cổng thông tin www.dulich.vtv.vn, www.travel.vtv.vn bằng tiếng Anh và tổng đài hỗ trợ khách hàng 1039, dự kiến sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2018. VTV Travel hứa hẹn sẽ là sản phẩm công nghệ về du lịch không thể thiếu cho du khách trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị, muốn thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tới các địa điểm như là bảo tàng, triển lãm, nhà hát. Tuy nhiên thì giờ đây những tác phẩm nghệ thuật đã có thể vượt ra khỏi không gian giới hạn của mình. Bất cứ địa điểm công nghệ cộng nào giờ đây cũng đều có thể trở thành nơi trình diễn của các nghệ sĩ nhờ công nghệ tăng cường thực tế ảo. Và tại Việt Nam, công nghệ này cũng đã xuất hiện, mang lại một trải nghiệm mới mẻ cho người thưởng thức. Đây là tác phẩm múa Những ngày này của nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải và Huy Trần. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ ngôi đền Bà Kiệu cổ kính, nơi đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Tác phẩm này không hề tồn tại một cách vật lý, mà người xem sẽ thưởng thức nhờ một ứng dụng trên điện thoại. Điều đặc biệt là người xem cũng phải có mặt ở đúng địa điểm đó thì mới xem được tác phẩm. Cái thú vị ở đây là mọi người có được một cái không gian không bị gò bó, nó rất tốt. Đặc biệt là cho cái nghệ thuật đương đại, tại vì nghệ thuật đương đại rất là cởi mở, thì họ có nhiều cái xúc tác xung quanh trong khi xem một tác phẩm nghệ thuật. Họ được thay đổi không gian liên tục, họ được cảm nhận cái không khí liên tục, một không khí thực tế. 10 tác phẩm tương tự như thế hiện đang tồn tại 24/24 giờ tại 10 không gian khác nhau của Hà Nội. Thể loại khá đa dạng, từ sắp đặt âm thanh, múa đương đại đến video art. Đó là những gì Into Thin Air 2, một dự án cộng đồng dài hạn của Manzi Art Space đưa đến cho cộng đồng sau hơn một năm chuẩn bị. Thay vì ngồi yên một chỗ để thưởng thức, khán giả sẽ săn lùng và truy tìm các tác phẩm dựa trên bản đồ có sẵn. Trong vòng 4 đến 5 qua, chúng tôi nhận thấy có xu hướng toàn cầu, đó là mọi người mong muốn có nhiều không gian nghệ thuật công cộng hơn. Và ở bất cứ quốc gia nào, người nghệ sĩ luôn muốn tăng sự tương tác của mình với khán giả. Dự án này đã hoàn toàn làm được điều đó. Thực sự thì mình thấy dự án này rất là ấn tượng vì mỗi tác phẩm được đặt ở một vị trí khác nhau ở Hà Nội nên mình có thể đi và khám phá về Hà Nội, có thể cảm nhận được về cảm xúc của người nghệ sĩ. Điều đấy đã biến Hà Nội thành một bảo tàng cho tất cả mọi người. Khởi xướng từ năm 2016, Into Thin Air đã ra mắt hai phiên bản Into Thin Air 1 và Into Thin Air 2, thu hút một lượng đáng kể người xem thưởng thức. Nhóm phát triển chia sẻ, trong tương lai gần, bên cạnh Hà Nội, nhóm cũng sẽ mở rộng thêm mô hình ở nhiều thành phố khác như Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.